Xin chào các bạn, với mong muốn bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp phụ nữ Việt Nam, bạn Lâm Beauty hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt đâu nàng thật và đâu nàng giả của kem dưỡng glutathione Melasma của hãng Beauty Skin Healing của Hàn Quốc. Sản phẩm này sẽ hỗ trợ làm trắng sáng, căng bóng, mờ nám và tạo một lớp màng trang điểm nhẹ trên da chúng ta. Nhưng sản phẩm này đã có rất nhiều hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng rồi. Sau đây Lâm Beauty sẽ đi vào hướng dẫn các bạn nhé. Đầu tiên ở ngoài vỏ hộp, hàng chính hãng thì màu nó trắng sáng hơn, còn hàng giả thì màu tối hơn một chút xíu. Chi tiết khác nhau thứ hai, ở phía cuối của hộp vỏ hộp, các bạn sẽ nhìn thấy có một cái vạch màu hồng. Hàng chính hãng ấy thì vạch màu hồng nhạt, còn hàng giả thì màu hồng tím, hồng đậm hơn. Và chi tiết khác nhau thứ ba ở cái tem chống hàng giả, hàng chính hãng ấy thì những cái hoa văn họa tiết nó màu dạng nó màu xanh nhạt, còn ở hàng giả thì nó lại dạng màu vàng. Quan sát kỹ, các bạn sẽ thấy là đây là một chi tiết rất dễ phân biệt. Chúng ta đi vào bên trong tiếp kem. Hàng chính hãng ấy thì cái vạch màu hồng thì nó vẫn nhạt hơn so với hàng giả. Hàng giả thì màu hồng đậm hơn chút xíu. Các bạn quan sát kỹ ở phần cái mép của cái tiếp kem thì các bạn sẽ thấy là gì? Hàng chính hãng ấy thì có cái mã lô nó được là gì? Bao trong một cái hình chữ nhật. Còn ở hàng giả ấy thì cái mã lô này nét to hơn và dập rất là gì? Mờ nhạt. Nhưng nó dập chìm trong những cái đường kẻ của cái mép tiếp kem. Chi tiết này rất dễ phân biệt các bạn nhé. Ở mặt sau của cái mép tuyết kem cũng vậy, hàng chính hãng thì dập rất rõ ràng và có một cái vạch xanh, còn hàng giả thì dập chìm trong những cái đường kẻ của mép tuyết và không có cái vạch xanh. Chi tiết này rất dễ để các bạn nhận biết đâu là thật đâu là giả. Rồi khi các bạn mở hai cái nắp của tuyết kem dưỡng ra thì các bạn đặt cạnh nhau, các bạn so sánh, các sẽ thấy hàng chính hãng ấy thì nó dài hơn, còn hàng giả thì tuyết nó ngắn hơn. Và cái đầu da kem ấy của hàng chính hãng nó to hơn, còn hàng giả thì nó nhỏ hơn chút xíu. Thậm chí là gì ạ, hàng giả này nó còn không đóng siêu để là gì ạ, bảo vệ kem dưỡng các bạn nhé. Và sau đây chúng ta đi vào test chất kem. Thì ở hàng chính hãng các bạn thấy là gì ạ, chất kem đặc. Và khi chúng ta thoa ra thì tạo một cái lớp màng trắng, trang điểm nhẹ trên da chúng ta. Còn hàng giả các bạn sẽ thấy là gì ạ, chất kem lỏng hơn. Và khi chúng ta thoa ra ấy thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Nó không có nâng tông và giống như loại kem dưỡng ban đêm ấy, thẩm thấu hết vào trong da ấy. Hãy lưu ý là gì ạ? Sản phẩm này là kem dưỡng trắng da ban ngày và nâng tông các bạn nhé. Đây là gì, các bạn sẽ test chất kem để bạn biết ngay nó là gì ạ? Hàng thật hay hàng giả luôn. Và đó là những cái chi tiết giống và khác nhau của hàng thật và hàng giả kem dưỡng trắng da glutathione của hãng Beauty. Và những bạn nào mà phát hiện được thêm những cái chi tiết khác nhau nữa thì hãy chia sẻ cùng với Lala Beauty nhé. Các bạn hãy follow để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nhé.